Và bây giờ hãy cùng nhau giới thiệu đến hai nhân vật rất là dễ thương. Những nhân vật này đã đưa ra những lời khuyên vô cùng sáng suốt, thậm chí là những người đã có một cái gọi là kinh nghiệm tình trường tính trên cả 100 năm rồi. Trên 100 năm. Hai ta đây mọi người đều biết là ông Tơ bà Nguyệt. Ừ. Được cái chiếu chỉ là dắt cho đây ngồi ở đây. Ừ. Và có cái sự quyết định, nếu con quyết định chọn ai đó thì hai người này sẽ là nối duyên lại cho con. Ở đây là nói gì quá nè? Nãy mình nói là anh là gì? Là cha đó. À, ý ông nói là ông Tơ bà Nguyệt là cha là mẹ hiện tại giờ ở đây. Đối với em, anh vẫn đẹp nhất mà. Wow. Ý là đẹp nhất so là trong tập này. Đừng nói là sao, ở đây đừng. Cậu cắt chỗ đó giùm tôi nghe, cắt cái chỗ đó nghe. Ảnh hưởng đến hình ảnh của Ngô Kiến Huy nghe. Hình là khác nha, hình nó đẹp, ở ngoài đẹp hơn đó. Hình là giảm bớt đến gần 80% rồi đó, ở ngoài là cộng thêm 80% vô. Làm sao không hiểu. Chị Huy à. Rồi, thôi đi về luôn đi. Chị Huy ơi, em đang giận. Đa phần phụ nữ là vậy. Rồi, và câu hỏi lớn chưa? À, quăng ánh mắt liền rồi. Ý nói tôi hả? Mẹ ánh nhiệm. Rồi vì sao chia tay? Dạ là do quen nhau lâu á thì họ sẽ cảm thấy là cái đó bị quen thuộc quá, đúng không? Không còn gì mới mẻ hả? Dạ không phải. Vậy là sao có 4 năm để chia tay thấy quen thuộc? Chú cha mình gần 10 năm. Mình chắc chắn rồi. Đón xem Phú Khách Xe Duyên tập 5 phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 trên kênh HTV7.